men đẹp không? Đây là nhà Amoa đây anh em ạ. Đây là hai chai nước hoa dành cho nữ trong cái bộ sưu tập mới nhất của nhà Amoa này. Và cảm ơn Yves Store đã tài trợ cho kênh YouTube của mình để có thể làm review về hai em này. Và chúng ta hãy cùng nhau xem cái quan điểm cá nhân của mình về hai mùi hương này như nào nha. Trước khi vào review hai chai nước hoa này thì mình phải nói một chút về quan điểm của mình về nhà nước hoa Amoa này. Thì với mình đây là một nhà nước hoa dành cho những bạn nào chơi và thẩm mùi hương, chứ nó không dành cho số đông. Tại vì đây là một nhà nước hoa làm khá là cầu kỳ về mùi hương, về độ hay ho, và cái mùi hương của nó, của nhà này thì cũng khá là dày, và cái giá tiền cũng không hề rẻ đó. Và so với cái gu của mình thì thực sự là mình thấy rằng là nó không hợp. Và so với số đông những người mới chơi nước hoa thì nhà nước hoa này cũng chưa phải là một cái khởi đầu rất là tốt. Nên là mình nghĩ rằng là nếu như các bạn nào mà đang có nhu cầu tìm hiểu nhà nước hoa này thì các bạn nên thử trước. Và sau đây thì mình sẽ review hai chai nước hoa, đó là nhà Asho và Kim Rock. Đây, đây nhá, các bạn nhìn đấy. Đó, chai này thì là màu hồng nhạt rất là đẹp nhá, và đây là màu đỏ rất là đậm. Và bây giờ mình sẽ mở em nó ra. Thì chúng ta qua tìm hiểu qua một chút về packaging nhá. Đây, cái vỏ hộp làm rất là cầu kỳ, rất là đẹp. À mà nói luôn, giá của hai chai nước hoa này trên thị trường nó rơi vào khoảng tầm gần 8 triệu đồng cho 100ml như này. Khá là cao đúng không? Đây các bạn, bây giờ mình quay lại về cái ngoại hình. Thì đây các bạn, đây là Kim Rock này. Đó, rất là đẹp. Còn đây là vỏ hộp, thì các bạn có một cái ngăn để ở đây. Và mỗi một chai nước hoa thì nó sẽ có một cái câu chuyện ở đây. Và bộ sưu tập này thì có 4 mùi, và có 2 mùi của nam, 2 mùi của nữ. Thì 2 mùi của nam mình sẽ review sau. Thì đây họ sẽ ghi là câu chuyện về chai nước hoa đấy ở đây hết, tất cả đây. Và những cái nốt hương ở dưới nó sẽ ghi rất là rõ luôn. Để mình mở luôn cả chai Asho là ra. Đó, chai này thì cũng có thiết kế ở trong rất là xinh. Và chai này là chai màu trắng. Chúng ta đi nào. Máy mình lấy nét cái mất. Đó, rất là đẹp. Ở đây là cái vân nắp hít nhá. Đó, cả hai chai luôn đều là nắp hít. Rất là xịn sò. Và về phần mùi hương thì hai mùi hương trong bộ sưu tập này dành cho nữ thì nó là hai trường phái hoàn toàn khác nhau. Chúng ta cùng nhau đến với Crimson Rock. Đây. Thì đây là một chai nước hoa mà mình cảm thấy rằng là rất là nịnh mũi. Mình đã ngửi qua hai chai này rồi và mình cảm thấy rằng đây là một cái hướng đi hoàn toàn khác của nhà Amoa. Thì khi các bạn xịt cái mùi hương của Kim Rock ra thì các bạn thấy rằng là một cái mùi không hề dễ ngửi một chút nào. Nó có một cái mùi hương rất là cay và ấm. Vị cay ở đây đến từ tiêu và cái vị ấm đến từ quế. Nếu như các bạn nào đã ngửi qua những cái chai mà nó nhiều nốt quế thì các bạn thấy rằng là quế ở đây nó chỉ mang lại cái hiệu ấm thôi, chứ nó không mang lại cái mùi thơm rất đặc trưng của quế. Có lẽ là nó đã bị giảm bớt đi phần nào để dễ dùng hơn so với nữ. Và về sau khoảng tầm 1 tiếng sau thì mùi hương này bắt đầu có cái sự biến chuyển. Đó là một cái mùi hồng rất là nhẹ nhàng. Mùi hồng ở đây nó mọc lên một cách kiểu rất là từ từ bền bỉ, và nó cứ tồn tại mãi mãi ở trong chai nước hoa này, nhưng mà nó chỉ là một cái mùi hồng phảng phất. Thì theo như mình có tìm hiểu ấy, thì chai nước hoa này nó nói về một cái khung cảnh ở một cái ngọn núi. Thì ở trên đấy thì xung quanh toàn là đất, và nó có tồn tại một loại hoa hồng. Thì như các bạn thấy rằng là ví dụ khi các bạn nhìn vào một cái khung cảnh rộng như vậy ấy, thì cái đập vào mắt của bạn sẽ là cái khung cảnh đất đai. Còn cái để mà nhìn kỹ được hoa hồng thì các bạn phải thực sự rằng là phải đến gần và các bạn phải có mặt trực tiếp ở đấy. Thì cái mùi hồng ở đây nó cũng như vậy. Cái mùi hồng ở đây nó chỉ phảng phất ở nhẹ nhẹ, khô, hơi khô một chút thôi. Còn cái mùi của bạn cảm nhận rõ nhất đó là mùi gia vị rất là cay và ấm, rất là nó mang đến cảm giác rất là nóng, rất là cảm nó khá là kiểu nó không phải thiên về quá là nhiều hồng. Đó, như những chai nước hoa như là gấu đen biết các thứ là tiêu và hồng rất là rõ ràng, nhưng mà ở đây thì là một cái mùi gia vị và phảng phất hồng nhẹ hơi khô một chút. Và dry down ở chai nước hoa này thì mình xịt khoảng tầm cụ thể tầm 4 lần. Đến lần hôm vừa rồi là 4 lần để mình có thể review. Thì cái hôm đầu tiên mình xịt ấy, thì chai nước hoa này nó có dry down của nó lại ra một cái nốt hương nó hơi thuốc lá ngọt ngọt
nó mang cái vai của Tom Ford Tobacco Vanilla. Thì mình cũng rất là tò mò, thì mình có tìm hiểu thì đó là một cái nốt hương ngọt của mật ong. Nhưng mà cái nốt hương ngọt ở mật ong này sau khi mình xịt lần thứ hai thì mình lại không cảm thấy nó nữa, mà nó lại có một sự biến chuyển khác. Nên là mình cũng thấy khá là lạ về cái mùi hương này. Và mình đến xịt đến lần thứ ba thì cái những cái cảm nhận rõ nhất của mình đó là mùi, một cái mùi hơi hăng và khô, rồi tiêu và quế gia vị và hồng vẫn phảng phất nhẹ. Và sau đó ngửi thật kỹ thì bạn sẽ thấy là mùi hương nó có phần dry down, nó có phần hơi ngọt một chút, và nó cảm giác hơi kiểu vani một chút, nhưng mà thực sự là lại không phải là vani. Đó nên là cái mùi hương thực sự là, nếu mà để cảm nhận từng nốt hương để có thể miêu tả được rõ nhất cho các bạn thì thực sự là rất là khó. Và cái chai nước hoa này thì mình chỉ cần nói là những cái phong cách rất là đơn giản để các bạn sử dụng chai nước hoa này dành cho các bạn nữ, đó là những bạn nữ phải thực sự là cá tính, thực sự là cần là nổi bật, và nó có một cái gì đó khá là kiểu mạnh mẽ. Nó không phải là cái gu kiểu bánh bèo đơn giản, cũng không phải là những bạn trẻ, mà ở đây là những cái cô gái tầm 25 tuổi. Và các bạn là một cái con người kiểu có một cái gu mà một phong cách rất là riêng. Nó thích những cái mùi hương nó không đụng chạm với ai, hay là thích những cái món đồ mà không bao giờ đụng hàng với ai cả. Thì chai nước hoa của nhà Amoa Kim Jok này nó là một cái chai nước hoa mà các bạn nên thử qua. Và chai nước hoa này thì nó mang đến một cái sự hấp dẫn, một cái sự quyến rũ rất là đặc biệt với mình. Tại vì nó mang đến sự tò mò mình, tại vì mình xịt em nó và mình kiểu mình ngửi qua hết lần này lần nọ thì mình cảm nhận được những nốt hương khác nhau, nó không thể nào giống lần nào cả. Nên là thực sự em này nó thực sự là rất là thu hút mũi của người khác, và nó cũng rất là mùi hương nó cũng tùy tâm trạng mà lên những cái nốt hương khác nhau. Nếu mà để nói thì chai nước hoa này dành cho nam nó cũng rất là hợp, tại vì trên da Việt Nam của mình thì nó lên nốt tiêu rất là rõ, và cái nốt hơi khô của gỗ một chút, hơi khô và hơi ngọt một chút của gỗ và vani và mật ong. Còn trên da bạn mình là bạn nữ nhá, thì lên mùi hồng khá là đẹp, nhưng mà hồng ở đấy thì nó vẫn có phần rất là cá tính, rất là mạnh mẽ và nó rất là táo bạo. Nó khác với những cái mùi hồng khác mà mình đã từng ngửi. Đó là Kim Jok. Còn ở Astro này thì nó là một cái mùi hương nó mang đến hình ảnh hoàn toàn khác, hoàn toàn trái ngược với chai nước hoa kia. Ở mùi hương của Astro này thì khi các bạn xịt ra ấy, các bạn sẽ hình dung ngay đến hình ảnh một người cô gái kiểu thanh lịch, kiểu sang trọng, kiểu nhẹ nhàng, ở kiểu hơi kiểu số đông theo cái tuýp gu phụ nữ của Việt Nam thời xưa. Cách đây ở những cô gái mà của những gia đình gia giáo ấy, nó sẽ mang đến hình ảnh như vậy, chứ nó không kiểu cá tính, không kiểu thích những cái sự khác biệt nổi bật như là ở Kim Jok. Thì cái mùi hương ở đây khi các bạn xịt ra thì mà không phải khi các bạn xịt ra, mà khi mình ngửi ở đầu vòi lần đầu ấy, mình nghĩ rằng là đây sẽ là một cái mùi hương rất là chán, rất là tệ trong 4 mùi hương của bộ sưu tập này. Nhưng mà khi mà mình xịt ra giấy thì mình đã phải thay đổi, xịt lên da và thay đổi hoàn toàn quan điểm. Ok, có thể là cái nốt hương nhài đây nó làm, nếu như các bạn không ngửi kỹ thì các bạn thấy rằng là nó rất là giống những cái mùi nhài khác. Nhưng mà khi các bạn dành nhiều thời gian để thẩm em nó thì các bạn mới thấy rằng là nó có một sự khác biệt hoàn toàn với những nốt hương nhài khác. Nốt hương nhài thường với mình nó là một cái nốt hương khá là đơn điệu, làm có vẻ rất là an toàn. Nhưng mà ở đây nó lại là một cái nốt hương nhài làm rất là gây ấn tượng với mình. Tại vì khi mà Astro này lên da mình, nó có một cái mùi xanh nhẹ, và các bạn sẽ ngửi thấy mùi nhài rất đặc trưng. Cái mùi của vai hoa trắng nó sẽ rất đặc trưng, nó có phần hơi sáp một chút. Nhưng mà ở đây nó có một cái vị hơi the và xanh, đó là một cái rất là hay. Và khi dry down xuống thì cái vị the và xanh nó sẽ dịu bớt xuống và sẽ là chủ đạo là nhài. Nhưng mà về sau các bạn sẽ thấy rằng là trong cái vườn nhài đó nó còn có một cái chút hồng nữa. Và mùi hồng ở đây thì nếu như các bạn ngửi kỹ hai mùi hương này, các bạn thấy rằng hồng ở đây và hồng ở đây nó cũng có một cái nét gì đó hơi quen thuộc. Và dry down thì nó có phần hơi fruity, hơi ngọt nhẹ một chút. Và hình ảnh này chắc chắn là sẽ rất là phù hợp với những cô gái tiểu thư rất là sang chảnh, rất là thanh lịch. Và nó có một cái vai gì đó, dù là các bạn có thể là hai bạn nữ nhá, cùng ăn mặc một kiểu giống nhau, nhưng mà khi các bạn xuất thân nó khác nhau, trong một cái gia đình nó thực sự rằng là nó ở một cái đẳng cấp khác ấy, thì các bạn nó sẽ toát ra được cái thần thái khác nhau. Thì ở đây Astro của nhà Amoa nó mang lại đúng một cái thần thái như vậy, một cái thần thái mà đúng kiểu đỉnh của chóp ấy.
mà cũng không là gì là lạ cả. Nhà nước hoa này chưa bao giờ làm mình thất vọng về cái độ bán tỏa của những cái sản phẩm của họ. Nên là cũng đó là một cái lý do mà dành cho những bạn nào mà không chịu được những cái mùi hương mà bán tỏa tốt ấy, thì các bạn nên cân nhắc về những cái sản phẩm của nhà Amoa này. Và cuối cùng thì chúng ta chốt lại là có nên mua hai chai nước hoa này không? Thì về giá thì thực sự rằng là giá của nó, nếu mà nói là tầm 8 triệu đồng để mua một chai nước hoa 100ml, thì thực sự là với những người mà dùng nước hoa thì đó rất là một, đó là một cái số tiền rất là lớn mà các bạn nên cân nhắc rất kỹ. Còn nếu mà là người chơi thì với những sản phẩm này, với hai sản phẩm trên bàn đây, thì mình nghĩ rằng là nhà Amoa này có cảm giác là họ đang muốn tiếp cận số đông nhiều hơn, đang muốn mọi người biết tới mình nhiều hơn, nên là cái cách làm mùi của họ thì nó không mang cái tính cá nhân nhiều nữa, nó không hướng tới một cái số lượng nhỏ nữa, mà bây giờ họ đã mở rộng ra và mùi hương của họ thì mình đánh giá là đã có phần nịnh mũi hơn. Và cũng có thể rằng là những người chơi họ đánh giá rằng là cái mùi hương như vậy thì họ lại mất đi cái chất riêng của nhà Amoa, nhưng mà với mình đây là một bước đi rất là táo bạo và rất là mình nghĩ rằng là sẽ thành công của nhà Amoa khi mà họ sẽ mang tới hai sản phẩm của nữ và sắp tới mình sẽ review hai sản phẩm của nam, thì sẽ là nhiều người biết tới nhà Amoa này hơn. Và với mình thì mình vẫn nói rằng là với số tiền 8 triệu cho với 100ml và một thiết kế như này thì thực sự rằng là các bạn nên cân nhắc rất là kỹ. Còn nếu mà là người chơi với mình là nữ và mình có số tiền tốt thì mình sẽ mua chai nước hoa nào thì nó cũng phụ thuộc vào phong cách, nhưng mà mình với năm mình là nam thì đây sẽ là chai nước hoa mà mình sẽ mua. Đó, Kim Rock, một mùi hương mà mình đánh giá nó làm rất là hay, rất là đặc biệt, mà mình đã phải chắc là phải thẩm thêm vài lần nữa để có thể cảm nhận được rõ hơn cái cách làm mùi và cái sự hay ho của mùi hương này. Còn nếu như bạn là những cái quý cô sang trọng, lịch sự, thanh lịch, nó mang một cái thần thái giống kiểu gia đình quyền quý thì hãy đến với Asho. Mình chưa bắt đầu review những cái sản phẩm của nhà Amoa, nhưng mà thực sự là cái bộ sưu tập này nó làm mình rất muốn review và cũng rất là cảm ơn Deep Store đã tài trợ cho mình video này. Không biết là các bạn nào đã gửi qua hai mùi hương này chưa? Thì hãy để lại bình luận ở bên dưới và đừng quên like, subscribe và chia sẻ kênh YouTube của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!